nào. Rồi có một đặc biệt ấy là có một cái công nghệ độc quyền của LG, đó là đèn UV Nano ở bên trong. Với cái công nghệ này thì sẽ loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn luôn. Nghe đây là đã muốn trải nghiệm ngay rồi đúng không? Sau khi xem qua video clip của gia đình Cam Cam thì bác Chuột thấy rằng là các bố mẹ cực kỳ quan tâm đến vấn đề bụi khuẩn ở trong nhà. Vậy thì như thế nào là ô nhiễm không khí trong nhà và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào, cũng như là giải pháp đặc biệt trong mùa hè này, hãy cùng bác Chuột chia sẻ nha. Chúng ta thường nghe đến một chỉ số nhằm đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí, đó chính là hạt PM, viết tắt là Particulate Master, với thành phần chính của nó bao gồm sunfat, nitrat, ammoniac, natri chlorua, bụi khoáng và nước. Đây là một hỗn hợp phức tạp gồm các hạt dạng chất rắn, lỏng, bao gồm các thành phần hữu cơ và vô cơ lơ lửng trong không khí, được sinh ra trong quá trình sinh hoạt của con người, đốt cháy nhiên liệu cũng như là do quá trình thi công mà tạo nên. Một điều cực kỳ quan trọng là hạt PM không chỉ tồn tại trong môi trường bên ngoài mà còn tồn tại trong chính ngôi nhà của các bạn. Hạt PM thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta, đầu tiên là đối với hệ hô hấp, với các hạt PM 10 micron có thể bám vào niêm mạc mũi, họng, các khí phế quản lớn. Còn những hạt PM 2.5 thì có thể len lỏi đến tất cả các tiểu phế quản cũng như là phế nang. Và nguyên tắc của chúng ta, khi có một dị vật tấn công vào đường thở thì cơ thể ngay lập tức kích hoạt hệ miễn dịch để chống lại các dị vật, và ở đây là các hạt PM, và gây ra tình trạng viêm. Biểu hiện mà chúng ta có thể thấy đó là tình trạng viêm mũi họng, viêm xoang, cơn hen kịch phát hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay còn gọi là COPD. Hạt PM ảnh hưởng đến hệ tim mạch bằng một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Với những hạt siêu mịn kích thước dưới 1 micron, khi hít vào phổi sẽ vào máu, gây viêm thành mạch máu, tạo thành những mảng xơ vữa, gây ra tình trạng thiếu máu và nhồi máu ở một số cơ quan quan trọng, trong đó có tim, não và thận. Còn ảnh hưởng gián tiếp, khi tình trạng viêm xảy ra ở cơ quan khác, ví dụ như là mũi, họng, phổi, sẽ kích hoạt gây ra tình trạng đáp ứng viêm toàn thân, tiết ra các hóa chất trung gian gây viêm, và nó sẽ tấn công vào các cơ quan mà chúng nhạy cảm, trong đó có hệ tim mạch. Khi các hạt PM bám lên da tạo nên một chuỗi các phản ứng, tạo ra các chất oxy hóa, kích hoạt tình trạng viêm, làm bùng phát tình trạng viêm da có sẵn, ví dụ như là viêm da cơ địa, viêm da tiết bã hay là mụn trứng cá. Ngoài ra thì các hạt PM còn làm tổn thương các tế bào da, làm mất khả năng chống chọi với các yếu tố bên ngoài môi trường, ví dụ như là tia UV hoặc là các hóa chất trong không khí, làm cho da lão hóa nhanh hơn, xuất hiện các đốm tăng sắc tố và thậm chí làm tăng tỷ lệ ung thư da. Rõ ràng hạt PM ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm gì để có thể cải thiện được chất lượng không khí trong nhà? Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, có thể sử dụng các thiết bị có khả năng lọc bụi khuẩn. Thứ hai, trồng thêm nhiều cây xanh. Thứ ba, vệ sinh thân thể sạch sẽ. Và quan trọng hơn là tăng cường sức đề kháng của mình bằng cách dinh dưỡng đầy đủ, uống đủ nước, nhất là trong mùa hè này, tập thể dục thể thao và ngủ đủ giấc. Thì như gợi ý của gia đình Cam Cam thì bác Chuột cũng cảm thấy rất là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy lạnh LG Dual Cool này nó vừa có tác dụng làm mát và với những cái công nghệ rất là tiên tiến, gồm có màng lọc trước và màng lọc chống dị ứng, hệ thống lọc khí cũng như là hệ thống tự động làm sạch và đèn UV Nano. Thì với những cái công nghệ tiên tiến như vậy thì chúng ta sẽ có một cái không khí ở trong nhà rất là mát. Mà ngoài ra cái việc rất là quan trọng đó là gì? Đó là có thể ngăn ngừa được những cái vi khuẩn nè, những cái nấm mốc nè, cũng giống như là những cái bụi khuẩn ở trong nhà. Vậy thì rõ ràng là nó sẽ làm cho chúng ta có một sức khỏe thật là tốt hơn, nhất là trong mùa hè này khi mà thời tiết cực kỳ nóng nực. Mong rằng là với những chia sẻ của bác Chuột vừa rồi thì tất cả chúng ta đã hiểu rõ hơn về ô nhiễm không khí trong nhà, cũng giống như là một số giải pháp để giúp cho chúng ta có một sức khỏe thật là mạnh mẽ, nhất là trong mùa hè nóng nực này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.